Trấn Thành có mức cachet khủng cỡ nào theo lời đồng nghiệp? Đóng TVC có một chút xíu là có gần 1 tỷ đồng. Thù lao thuộc hàng cao nhất VBIS không bị kịp. Cachet Trấn Thành là giúp Việt Nam không bớt một cách nào hết trơn. Vô ăn cơm đoàn. Anh chị mình hỏi câu hỏi tiếp theo đi nào. Trấn Thành trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi mang về 250 tỷ sau 8 ngày công chiếu Nhà Bà Nữ. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên anh đảm đương vai trò đạo diễn solo. Chính điều này càng làm tên tuổi của anh thêm vững chắc trong làng giải trí. Làm phim nào thắng phim đó, kinh doanh riêng phát triển, nắm trong tay nhiều bất động sản. Trấn Thành còn gây choáng về mức cachet mình được hưởng khi tham gia đóng phim hay làm MC. Điều này đã được nhiều đồng nghiệp, người trong nghề tiết lộ với truyền thông. Cụ thể, một nhà sản xuất cho biết, mỗi tập game show truyền hình có sự xuất hiện của Trấn Thành thì cachet trung bình là 30 triệu đồng. Với các chương trình khác, mức giá để mời nam chính của lại vợ bầu là 6.000 USD, tương đương khoảng 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng là cái tên quen thuộc được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt đại diện tham gia TVC quảng cáo. Và tất nhiên, để nhận được cái gật đầu của nam MC thì đối tác phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Theo một nguồn tin từ VTC News, giá đóng quảng cáo TVC của Asin rơi vào khoảng 20.000 USD đến 30.000 USD, khoảng 470 đến 705 triệu đồng. Chưa kể các chi phí có thể đổn thêm nếu có các khoản phụ thu về tiền máy bay, ăn ở khách sạn hạng sang. Tất nhiên, con số này có thể đã tăng lên nhiều lần vì đây là số liệu được tổng hợp cách đây hơn 6 năm khi Trấn Thành chưa mạnh dạn làm phim và chưa có các dự án trăm tỷ. Đặc biệt, giờ đây khi giá cachet của đạo diễn Nhà Bà Nữ đã thuộc top đầu thị trường hơn nhiều tên tuổi nghệ sĩ gạo cội và tiếng tăm khác. Bên cạnh đó, các đồng nghiệp cũng từng tiết lộ một vài thông tin về nguồn thu của Trấn Thành khi hợp tác với anh. Theo đó, đạo diễn Đức Thịnh cho biết khi làm phim Trạng Quỳnh, anh đã chi đến 22 tỷ đồng, nhưng trong đó phần lớn là cachet cho nam diễn viên. Ông xã Thanh Thúy cũng không ngại khẳng định mức thù lao của ông xã Harry Won thuộc hàng cao nhất showbiz. Danh hài Nhật Cường còn cho biết trong live show của anh có mời diễn viên Trấn Thành tham gia với tư cách diễn xuất và viết kịch bản đạo diễn. Anh từng cho biết nếu trả đúng cachet cho Trấn Thành thì tôi trả không nổi, chắc chắn là trả không nổi. Tôi cũng chưa làm việc trực tiếp với Trấn Thành mà qua nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, mình sẽ trả theo mức Trấn Thành đề xuất nếu có. Trấn Thành là một trong số ít những nghệ sĩ đa tài và thành công ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, chủ nhà hàng. Trở lại sau sự thành công của Bố Già, anh chính thức thử sức ở vai trò đạo diễn trong dự án Nhà Bà Nữ. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên đình đám trong showbiz và nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 250 tỷ đồng chỉ sau 8 ngày. Ông xã Hà Sư Quang đảm nhiệm nhiều vai trò từ diễn viên, MC cho đến đạo diễn. Với mức độ phủ sóng dày đặc, nam MC Quốc Dân là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Chính vì vậy mà không quá bất ngờ khi cachet của anh luôn thuộc hàng top đầu. Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư và chưa bao giờ tiết lộ về thù lao của mình, nhưng theo một bộ số tiết lộ, chi phí để mời Bố Già tham gia một chương trình rơi vào khoảng 6.000 USD, gần 138 triệu đồng và không bao gồm các khoản hỗ trợ khác như vé máy bay, ăn uống khách sạn. Giá đóng quảng cáo của Trấn Thành cũng được tiết lộ rơi vào khoảng 20.000 USD tới 30.000 USD, tương đương 450 đến 680 triệu đồng cho một TVC. Về cachet khi tham gia dự án điện ảnh của anh, đạo diễn Trạng Quỳnh Đức Thịnh từng hé lộ đã chi phần lớn kinh phí 22 tỷ làm phim để trả cachet cho Asin. Chính ông xã của nữ diễn viên Thanh Thúy nhiều lần khẳng định thu nhập của Trấn Thành thuộc hàng cao nhất VBIS. Đây là lý do mà mỗi khi đứng chung sân khấu với nam diễn viên của lại vợ bầu, Trường Giang thường rêu rao về khối tài sản khổng lồ vợ chồng Asin sở hữu. Mỗi lần quay trở lại với những dự án mới, Trấn Thành đều ghi dấu ấn của bản thân với khán giả. Lần này quay trở lại với tác phẩm điện ảnh Nhà Bà Nữ với vai trò vừa làm đạo diễn kiêm diễn viên, cộng đồng mạng hy vọng anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm và tài năng hiếm có đa dạng ở các lĩnh vực, người hâm mộ khẳng định rằng với mức cachet và thu nhập của Trấn Thành đã có được là hoàn toàn xứng đáng.